Từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực. Nghị quyết 98 gồm 44 cơ chế chính sách với 7 lĩnh vực khá toàn diện, bao quát tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng, nội lực, tạo lập và phát triển những giá trị mới về kinh tế, chính trị, xã hội như thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD, về ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, về quản lý khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Để nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết 98, ngày 7 tháng 7, Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành nhằm kịp thời triển khai phân công các nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 98 do Thủ tướng trực tiếp làm trưởng ban. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần xác định việc triển khai nghị quyết không chỉ riêng cho thành phố Hồ Chí Minh, đây là nhiệm vụ chung cả nước phải cùng chung tay. Mỗi người, mỗi cơ quan với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần thực hiện tốt các công việc được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cả nước vì thành phố vì cả nước. Tại hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết 98 do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 15 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng và gửi gắm. Nếu như mà chúng ta thực hiện thành công thì không chỉ có tác dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh mà đối với những cái cơ chế chính sách này có thể là chúng ta nhân rộng ra để mà thực hiện trong cái phạm vi cả nước. Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành chỉ thị 27 về lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 98, thành lập ban chỉ đạo, ban điều hành và tổ giúp việc để triển khai thực hiện nghị quyết 98. Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Thành ủy làm trưởng ban. Đặc biệt, ngày 15 tháng 7, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 534 điểm cầu nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 98 trong toàn hệ thống chính trị thành phố. Thành phố chúng ta, thành phố mang tên Bác, nhận thức, ý thức và trách nhiệm một cách sâu sắc. Chúng tôi đã bàn và cam kết với nhau rằng cái việc mà sứ mệnh được giao hay là cấp trên tin tưởng giao cho thành phố này để thực hiện thí điểm đột phá vượt trội một số chính sách, đó là tất yếu, không có chọn lựa. Thành phố phải phát triển, đất nước Việt Nam phải phát triển, vướng cái gì tháo cái đó. Thì chúng tôi thấy rằng mình có niềm tin để tiến hành triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất. Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã thông qua nghị quyết 18 về triển khai thực hiện nghị quyết 98, thông qua 3 nội dung quan trọng về việc điều chỉnh và nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, bổ sung quy định điều kiện, tiêu chí, hình thức hỗ trợ cho đối tượng thuộc chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết 98, xác định 28 nội dung đề án trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua các kỳ họp trong năm 2023, cũng như 26 nội dung đề án mà Ủy ban Nhân dân thành phố phải hoàn thành trong năm 2023, chuẩn bị các nội dung dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Ngày 4 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện nghị quyết 98. Các sở ngành, các đơn vị thành phố, các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc thì căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, căn cứ nội dung của nghị quyết, các chỉ thị, chương trình hành động để xây dựng kế hoạch tại cơ quan đơn vị mình. Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng các đề án, các kế hoạch, khẩn trương triển khai, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp và người dân trình cho cơ quan thẩm quyền đúng như tiến độ. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phân công thường trực Ủy ban thành phố, các thành viên Ủy ban sẽ phụ trách các lĩnh vực, những nội dung cụ thể, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch đạt được kết quả cao nhất. Như vậy, sau một tháng triển khai thực hiện nghị quyết 98, bước đầu các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã định hình những kết quả ban đầu rất tích cực. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thành lập 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, đó là Trung tâm An sinh xã hội, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư. Từ nghị quyết 98, Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức thành lập ban đô thị theo cơ chế chính sách đặc thù nêu trong nghị quyết 98. Trong thời gian tới thì theo các tiêu chí đánh giá, Sở Thông vận tải đang trình với Ủy ban và Thành ủy thì chúng ta ưu tiên làm trước những cái đầu mối cửa ngõ của giao thông thành phố. Như vậy thì tình hình giao thông thành phố nó sẽ cải thiện trong thời gian trước mắt. Tổng ty Điện lực cũng đã đồng hành và cùng tham gia
những cái nội dung có liên quan đến ngành điện và năng lượng của thành phố để mà đấu nối cũng như là kiểm tra hệ thống làm sao hiệu quả nhất và cũng như là an toàn cho lưới điện. Với tinh thần đồng tâm hiệp lực, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương và sớm cụ thể hóa từng cơ chế chính sách để thực hiện thắng lợi nghị quyết 98, góp phần giữ vững vai trò đầu tàu phát triển kinh tế xã hội, là cực tăng trưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của cả nước.